Hi, xin chào mọi người. Tối nay thì mình sẽ trên tay một cái cây quạt với cái thiết kế khá là thú vị. Nó giống như một cái tivi cổ. Và ở đây thì nó có hai cái núm cái công tắc. Cái này là giả thôi. Ở đây thì có hai cái anten, hai cái nút bấm. Và đặc biệt cây quạt này nó có luôn cái phun sương. Đó, nó có luôn cái tính năng phun sương nằm ở đây. Và nó là một cái cây đèn ngủ. Nếu mà mọi người thích dùng làm đèn ngủ thì có thể bật cái công tắc lên. Đấy. Ở trong đây nó có một cái viên pin với cái dung lượng là 1800 mili, cho thời gian từ 3 giờ cho tới 6 giờ tùy theo cái mức độ quạt mạnh hay là yếu. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo ra bên trong cho mọi người xem. Cần lấy ra như thế này. Đấy. Thì ở bên trong là cái hộc chứa nước. Hộc chứa nước thì nó có con thú như thế này. Con thú này thì mọi người có thể tháo ra được nha. Nhưng mà cái này chỉ để chơi thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ châm nước vào đây. Đấy. Và gắn lại. Người nhớ bóp cho nó nghe, nó kêu một cái. Đó. Nó kêu như vậy thì nó mới là kích. Rồi. Thì ở đây có hai cái nút. Nút bên đây tức là mình sẽ chỉnh, nhấn vào thì cây quạt nó sẽ hoạt động. Và mình bấm vào lần nữa thì nó sẽ mạnh hơn. Đây là mức 3. Cái mức 3 thì nó cũng rất là mát. Mọi người thấy cái gió cũng khá là mạnh. Và chúng ta có thể điều chỉnh cái hướng gió bằng cách bẻ cái quạt lên xuống như thế này. Cái nút bên đây tức là phun sương. Khi chúng ta nhấn vào thì tự động nó sẽ phun sương. Đó. Phun sương như thế này là vừa quạt vừa phun sương, rất là như một cái làn khói, và khi mình đặt cái tay gần quá thì nó cũng đọc hơi nước ở đây. Đó. Và cuối cùng là tính năng đèn. Đèn thì chúng ta phải ấn cái nút này giữ một thời gian. Đấy. Thì nó có cây đèn để cho dùng làm đèn ngủ. Và đặc biệt á là khi mà ấn giữ lần thứ hai thì cái đèn tự động nó sẽ đổi màu. Mọi người thấy đèn ở trong cây quạt tự động nó sẽ đổi màu theo cái thời gian nhất định. Và ba cái tính năng này chúng ta có thể sử dụng một cách độc lập. Ví dụ như mình chỉ muốn quạt và đèn thôi thì mình sẽ như thế này, không còn phun sương nữa. Hoặc là mình chỉ muốn muốn quạt thôi. Đó. Thậm chí là bây giờ mình không cần quạt mà mình muốn làm cái đèn ngủ cho nó đẹp. Đó. Thì mình đặt một cái cây đèn như thế này. Các tính năng nó hoạt động độc lập với nhau. Rất là xinh xắn. Và đây là một cái sản phẩm mà mình nghĩ là các bạn nữ sẽ rất là thích. Đó. Nó có giá từ khoảng hơn 350 thôi, 350.000. Ở trên Lazada và Shopee bán rất là nhiều. Mình sẽ để link ở trong phần mô tả. Rồi, bây giờ thì mình xin dừng video tại đây. Nhớ đăng ký kênh Thích Mua Sắm cũng như bật nút thông báo để nhận được những sản phẩm tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.